Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Xuyên vừa họp xét duyệt Nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân năm 2025. Hội đồng đã xem hồ sơ hơn 7.300 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương. Qua đó xét phân loại từng đối tượng được miễn tạm quản, số đối tượng trong diện thi hành Nghĩa vụ quân sự theo luật định, đề nghị gọi sơ tuyển sức khỏe. Năm 2025, huyện Mỹ Xuyên được giao tuyển Nghĩa vụ quân sự đối với 190 công dân, trong đó quốc phòng là 157 công dân, Công an Nhân dân là 33 công dân. Hội đồng đã đề nghị các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về luật nghĩa vụ quân sự đối với gia đình và thanh niên trong độ tuổi và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, để gia đình thanh niên thấy được nghĩa vụ, quyền lợi khi con em mình tham gia nghĩa vụ quân sự, lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Long Phú cũng vừa họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1. Theo đó, xét duyệt nghĩa vụ quân sự 11 xã thị trấn lần 1 có 4.890 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 đến 27 tuổi, miễn và tạm quản nghĩa vụ quân sự là 3.420 người, đủ điều kiện khám sơ tuyển cấp xã 1.470 người, trong đó chuyên môn kỹ thuật 117 thanh niên, 5 đảng viên. Sau bước xét duyệt nắm nguồn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn tập trung chuẩn bị cho công tác khám sơ tuyển cấp xã. Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để gia đình thanh niên thấy được quyền lợi khi con em mình tham gia nghĩa vụ quân sự, lên đường bảo vệ Tổ quốc. Còn tại Cù Lao Dung, theo chỉ tiêu trên giao gọi công dân nhập ngũ huyện Cù Lao Dung năm 2025 là 103 quân. Trên cơ sở đó, các xã thị trấn nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27 là 3.242 công dân. Qua xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2025, tổng số thanh niên trên địa bàn trong diện gọi nhập ngũ là 2.870 thanh niên. Để công tác tuyển quân năm 2025 trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, lãnh đạo huyện chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về luật nghĩa vụ quân sự đối với gia đình và thanh niên trong độ tuổi, nhằm nâng cao nhận thức, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ,